Với nguồn lợi nhuận khổng lồ, ngành tài chính ngân hàng là kênh làm giàu được các doanh nhân yêu đầu tư. Bạn có muốn tìm hiểu những tổ chức tài chính ngân hàng có tầm ảnh hưởng đến kinh tế thế giới hiện nay? Bởi các bạn đã xem top 7 công ty tài chính ngân hàng nổi tiếng nhất thế giới nhé. Express được thành lập vào năm 1850. Tập đoàn tài chính đa quốc gia American Express là một trong 20 công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới do tạp chí Fortune bình chọn. American Express hiện đang có trụ sở tại trung tâm Manhattan ở thành phố New York, Mỹ, chuyên cung cấp các sản phẩm tài chính như thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, các sếp doanh nghiệp. Visa là nhãn hiệu chuyên cung cấp các dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, kết nối mạng lưới thanh toán giữa người tiêu dùng, công ty, ngân hàng và chính phủ ở 200 quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Công nghệ thanh toán toàn cầu của Visa International Service được đánh giá tiên tiến nhất thế giới, có khả năng xử lý 24.000 giao dịch mỗi giây, đảm bảo tính tiện lợi và chống hành vi gian lận. HSBC là công ty mẹ của The Hong Kong and Shanghai Banking. HSBC Holding là tập đoàn tài chính có giá trị vốn lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 1991, hiện có trụ sở tại HSBC Tower London. Theo báo cáo tài chính hàng năm của ngân hàng, doanh thu của HSBC có khoảng 80% nằm ngoài lãnh thổ nước Anh và 20% tại Hồng Kông. Tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính quốc tế của HSBC thể hiện qua việc niêm yết cổ phiếu rộng khắp các thành phố lớn toàn cầu như Paris, London, New York. Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC Trung Quốc với tổng giá trị tài sản lên đến 3,62 ngàn tỷ đô la. Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC đã trở thành ngân hàng có quy mô lớn nhất thế giới, vượt qua cả ngân hàng Wells Fargo của Mỹ năm 2015. Do chính sách nới lỏng tiền tệ của chính phủ Trung Quốc, thị trường chứng khoán nước này tăng điểm mạnh, tạo điều kiện cho ngân hàng ICBC trở thành ngân hàng có giá trị vốn hóa cao nhất hiện nay. Mastercard có trụ sở tại Brooklyn, New York. Công ty cung cấp thẻ debit và credit card Mastercard Worldwide, tiền thân là ngân hàng liên bang California. Mastercard làm nhiệm vụ kết nối ngân hàng của người mua và người sử dụng với nghiệp vụ thanh toán hiện đại có tính bảo mật cao. Hiện nay, Mastercard hoạt động như Membership Horizon, thuộc sở hữu của hơn 25.000 định chế tài chính ấn thành thẻ của nó với 25 triệu điểm giao dịch toàn cầu. JP Morgan Chase là thương hiệu chuyên về dịch vụ tài chính ngân hàng lâu đời nhất hiện nay. JP Morgan Chase sở hữu quỹ bảo hiểm rủi ro lên đến 34 tỷ đô la 2007, có trụ sở đặt tại New York, Mỹ. Tổ chức tài chính này có hơn 94 triệu thẻ tín dụng đang lưu thông trên thị trường thế giới, đồng thời cũng là ngân hàng tiên phong trong việc phát hành thẻ Visa và Mastercard sử dụng công nghệ Payling. Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JP Morgan Chase có cổ phiếu được niêm yết trên nhiều trung tâm chứng khoán lớn toàn cầu như Thụy Sĩ, Nhật, Đức. Santander trong vòng 7 năm từ năm 2008 đến năm 2012, ngân hàng Santander Tây Ban Nha được vinh danh là ngân hàng tốt nhất thế giới do tạp chí Euromoney bình chọn. Có trụ sở tại Santander, Catalonia, Tây Ban Nha, Banco Santander là một trong những ngân hàng thương mại có quy mô vốn hóa thị trường lớn nhất Tây Ban Nha và châu Âu, với lợi nhuận đạt 5.077 triệu euro trong 9 tháng đầu năm 2017.